Khu vui chơi, à đâu không phải khu vui chơi, đây là khu resort. Nào bây giờ mình giới thiệu nào. Mình có hai căn K2 và K3. Bây giờ mình đi sang căn có bể bơi trước nhá. Mình bơi luôn à? Với bộ này à? Không, tí nữa mình thay đồ bơi. Dì Thủy đâu? À cô ơi, đây là mình quay quang cảnh của... Từ từ đã, mình quay quang cảnh nào. Tôm nào, đi thôi. À mình quay quang cảnh nào. Cả nhà mình đoàn là bao nhiêu người? 50 người. Đi đứng ngay đi con. Đây đi con. Đó. Đúng rồi, đẹp chưa? Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Nào đi đây đi con, đi ra cầu này. Con ơi, bên đấy khỏi ủng, đi ra đây. Nhanh đi ra kia đấy, đi. Đó, đây là khu bể bơi hai căn. Trời ơi, rất là vui. Ừ, khu cá này. Đây, bước vào đây chị. Đó. Tôm ơi. Lạnh quá. Nào. Cậu Duy, xin chào các bạn. Nào, đi theo mẹ đi con, đi tiếp tục đi. Nào, đi vào đây. Nào, đi vào đây. Nào, tôm. Đấy là con sâu đấy con. Đi thôi, đi vào đây nào. Ừ. Nào, mở cửa ra nào. Mở cửa ra. Phải lấy cái thẻ. Mở cửa nào. Xin chào các bạn, mình phải quay. Mình phải quay trước. Đây là căn. Đây là căn K2. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Rồi, bây giờ mình đi lên ngã xem tiếp nha. Ờ đi đi. Cho đi. Đây. Nào con mở phòng, các phòng vào đi. Nào mình xem phòng nào. Ồ, được rồi. Rồi, tiếp tục. À, phòng của ai đây? Bà Thơm. Phòng bà. Phòng bà. Bác. Phòng bác. Ăn, K3. Đi ra tắm đi con. Đi tắm đi. Đi tắm đi. Mẹ, đi qua à? À, bây giờ mình đi xuống dưới. Ờ, phòng của mình ở dưới đây. Rồi mát chưa? Ui giời, xin chào các bạn. Các bạn vẫy tay chào gái bạn ơi. Đấy, rồi rộng này cơ mà. Đây. Rồi đi vào mở cửa. Ba lô của Việt học. Rồi mở ra, mở kia mẹ xem là bên trong có gì nào. Mở ra thế nào. Ờ, được rồi, ok. Rồi đi ra đây con. Ồ, bên ngoài có. Ừ, con cầm cho em. Có hồ, cá koi, view đẹp chưa? Wow. Ừ. Cá nhiều không? Có cá rắn đấy. Có cá rắn à? Cá rắn đấy. Rồi đi tiếp đi con, đi nào, ra đây nào. Ờ. Wow. Đẹp chưa? Khu vực nướng barbecue. Hả? Có không? Vâng, em biết rồi. Được rồi, ok. Bây giờ mình đi lên, mình đi lên tiếp nha. 1 2 đồ.
con mặc áo pháo. Đây là một con lợn bao nhiêu cân chú Hoàng? 38 cân. 38 cân con lợn này. Úi rồi, ngon chưa? Chưa bằng 6 7 con lợn nhà mình được. 6 7 con lợn nhà mình. 6 con lợn 6 7 cân. Quả lợn này ngon nha. 6 7 cân. Ngon luôn. Bà sau chú bảo ạ, trên nắng ngoài. Rồi. Cái đảm trong nhà đây. Ăn nhiều này. Anh thương tấm thân nắng mưa dai dầu, thương em bé con bé nghiêng nghiêng đầu, thằng trai làm cha gió sương ngoài kia, bia lên 10 lon bỏ con mình ơn, 50 đến trong sáng đêm không về, em đây ngóng trông chẳng ai vai kề, sao anh đành tâm để em chờ mong cho thân nữ. Anh trong chiếc quần Âu đen, em quay cưới tận rồi.
che cha la ga. Mega che cha la ga. Mega che cha la ga. Are you ready for the king NFT? Bring that ass back like a boom, boom, boom.